vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Dắt chúng say qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với nỗi hôn tàn. Dắt diều đàn con vượt cơn ách nạn, xa xây tự xanh về quê niết bàn. Tình giác tin thương. Says time for me to get married. I have my own family, however, I want to continue to look after my parents, siblings, and don't feel that I need to have a family of my own. Despite what society says, what is your advice on how to be a good daughter, and what should I say to those pushing me toward marriage? Câu hỏi là ai gặp con cũng biểu rằng con đã đến lúc phải lấy chồng, và con thì không cảm nhận rằng con cần phải lấy chồng hay là có gia đình riêng, tại vì con còn cha mẹ già để phụng dưỡng. Vậy thì theo thầy, con có nên theo lời người ta nói là nên lập gia đình hay không, hay thầy có những lời khuyên nào cho con? Thì cái câu hỏi này bằng tiếng Anh, chắc mình phải nói tiếng Anh trước.
you for your beautiful question. And please feel free to do what you like, especially as a single. You will have more freedom. You will have more time to take care for your family, your parents. Unless you fall in love with someone, and that love also cultivates by understanding. Usually in Vietnamese, people used to say that if you are a girl, a lady, when you grow up, you must get married. If you are a man, you also must have a wife. Trời mưa lâm râm, cây trầm có trái. Con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Thầy tu ở chùa. Xuất gia when you get married. Xuất gia when you live home and become a monk. These two words spell the same, only difference one accent. Xuất gia with this accent on the top. Xuất gia no accent, but two different life. Xuất gia no freedom. Xuất gia no freedom. So, you know, getting married doesn't mean you try to respond to your parents' expect. But you have to understand that if you cannot find your match, and it's not your affinity, it's not your condition, and you're unable to marry the one you unlove. So therefore, people have the right to push as their regular view, as a normal person, as a human skill. When you grow up, you must get married. But you don't have to. If you feel that you need time to do something more major, like Thai. If you can say Thai, why you have to marry? Sorry. So therefore, there is nothing to push, but as a parent, as someone who knows you, they always say, oh, you're old enough to get married. But if you cannot find your right match, it's not appropriate to get married that way, because you cannot find someone who really understands you. And taking good care for the parents is something you can do. And maybe after you're done, you can become a nun, you can become a monk, to do something for other beings. Helping one particular person, like you get married, if you have maybe only one or two persons you can help, but if you free, you can help many others. Okay? Quý vị không cần phải nghe cái câu nói thường lệ của người ta. Giống như nãy vậy đó. Trời mưa lâm râm mà cây trăm có trái. Con gái thì phải có chồng, đàn ông thì phải có vợ, đàn bà thì phải có con. Thì có cái cô đó, cổ sống độc thân. Thì người ta mới nói với cổ, người ta sầm xì trong xóm. Ta nói vô duyên mà không ai cưới. Cái cô nghe vậy, cô đi kiếm đại ông chồng. Kiếm đại ông chồng xong sống chung với nhau, cũng không có con. Thì người ta nói cây độc không trái, gái độc không con. Con nghe vậy cũng tức mình luôn, bắt đầu có con. Có con xong rồi đâu được 2, 3 người, 4, 5 người rồi. Cái bắt đầu người nữ mà sinh con nhiều thì bắt đầu lo cho con thì quên mình. Bắt đầu nó xấu ra. Nó xề xòa ra cái ông chồng bắt đầu mận, đào gì đó. Cái bắt đầu mà cũng nói thôi, cầm con gì thời buổi này nữa, giờ lo cho con cho rồi. Cái nó nói là đàn bà không biết ghen mà đàn bà ngu. Cái bắt đầu giả bộ đi lên ghen. Quý vị thấy cuộc sống của mình đó là cứ đi theo người ta. Khi mình sống mình độc thân mình hạnh phúc thì người ta nói là mình không có duyên, không có dùng cho nó không ai thương. Khi mình đi kiếm cái gì thì thật sự ra Đức Phật nói nếu mà vợ chồng mà mình kiếm được một người cùng
một cái phường, một cái hướng với mình. Vừa rồi có bà nói cái bài kinh này ở Đại Sydney. Nếu mình có được một người chồng, một người vợ đồng tính, có nghĩa là đồng niềm tin với mình, đồng giới và đồng tu tập với mình, đồng tuệ là cùng một hiểu biết với mình, và cuối cùng là đồng thí, tức là cùng mang luôn cái tâm nguyện rộng lớn cho mọi người. Vợ chồng mà cùng đồng với nhau thì cái gì nó cũng dễ. Ví dụ bây giờ chồng đi chùa mà vợ không đi mà thấy mệt, không phải là ngược lại, vợ đi mà chồng không đi, đi mà không có yên tâm, đi mà Phật. Nếu hai vợ chồng cùng ở chùa nó quá tốt, không mà tự chị không cần phải phải quan tâm với chị. Không, mình nếu mình đã thấy rằng mình cần như vậy để mình lo có thời gian chăm sóc cho cha mẹ là điều tốt. Còn người ta có lòng tốt với mình thì mình cũng cảm ơn. Không, nhưng mà lúc nào cũng vậy. www.single.com Con có hai câu hỏi, kính mong thầy Quan Hỷ giải nghĩa. Một, kính xin thầy giải thích chín chấm ở trên đầu của quý hòa thượng có ý nghĩa như thế nào. Chim nó chín nút á. Bài cào. Ở nhà mỗi khi con tụng kinh lại Phật hay thắp nhang, lâu ngày bị khói đóng đen trên ceiling, như vậy con có thể thắp nhang điện được không? Thưa đại chúng, trước hết mình nói cái chấm ở trên đầu á, cái đó người ta gọi là cái liều. Mà thời của Phật không có cái truyền thống đốt cái này. Cái vấn đề đốt liều này á, là nó xuất hiện ở bên Trung Quốc, chứ không phải của Việt Nam, mà cũng không phải nguyên thủy thời của Phật. Nguyên thủy thời Phật không có cái vấn đề đốt liều. Sau này Phật giáng truyền tới Trung Quốc thì bắt đầu ảnh hưởng cái tinh thần Bồ Tát giới, giống như ở trong kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Dược Vương Diệu Thượng là Bồ Tát đốn các đốt cánh tay cúng dường. Từ đó cái truyền thống đốt thân chấm liều bắt đầu xuất hiện tại Trung Quốc, và người Việt Nam mình bắt đầu ảnh hưởng từ đó. Và thường thường tại sao phải đốt cái liều đó? Bởi vì ý muốn nói rằng, một là do mình phát nguyện cúng dường một phần thân của mình cho chư Phật. Và một khi mình cúng như vậy, chứng tỏ là mình phát cái nguyện lớn. Chứng tỏ mình phát cái nguyện lớn thì nhờ cái nguyện đó, nó thúc đẩy mình tinh tiến trên đường tu. Không có cái thao nào bằng một cục lửa ở trên đầu mình chịu nổi. Thế thì trong cuộc sống của mình có những gì đau thương, mình vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua được. Và cái cách đốt đó ngày xưa là trong những cái dịp tàn giới. Ví dụ như mình đi thọ sa di, mình có thể đốt một chánh. Hay thọ tỳ kheo, đặc biệt là thọ Bồ Tát giới. Thường thường á, là chỉ có Phật giáo Bắc Tông, Đại Thừa mới có cái truyền thống đốt liều, chứ không các thầy nguyên thủy không có đốt. Và cái đại chúng là quý vị đừng nhìn một vị nào tu cao mới có chánh đó, không tu không có chánh. Và thưa, không phải nhìn như vậy. Không phải nhìn người nào có nhiều cái chánh trên đầu thì gọi là người đó tu nhiều, không có chánh là không tu. Cái này là chỉ truyền thống và phát nguyện, ai muốn thì đốt, không muốn thì thôi. Và cái cách đốt là người ta lấy cái ngón tay, bàn tay của đương sự, người ta đo từ ở trên cái chóp mũi lên đây. Nếu mà bàn tay lớn nhỏ thì chỗ nào đó thì lấy cái cây viết làm dấu ở chỗ đó. Rồi người ta mới lấy cái bột hương cho bò thành viên, giống như là viên thuốc nghệ bây giờ vậy đó. Đâu người ta mới đốt, người ta thả cái cục lửa đó trên này. Rồi trong khi mà nó cháy xèo xèo vậy đó, phải không, thì mồ hôi nó ra nóng lắm, vì cái đó là lửa mà phải chịu đựng như vậy một khoảng thời gian nào, mấy giây mấy phút vậy đó. Rồi thì trong khi mà người ta đốt như vậy đó, thì đại chúng ngồi niệm Phật, người cái vị giới tử thọ liều đó ngồi yên chắp tay, mồ hôi nó nóng nó ra mà không có phải nhất tâm, thì phải có những người hộ đàn, người ta cầm cái khăn, người ta đi xung quanh, người ta lau mồ hôi cho mình. Rồi 3 ngày sau bắt đầu mới chút xíu mới gấp cái đó xuống, cái là chỗ này nó phỏng rồi, nó chín rồi đó. Nó chín như vậy rồi bắt đầu mới để yên. Mấy ngày sau nó thành mài,
rồi mới tán cho một cục nén ăn cho nó lỡ, cho nó lên trống và thẹo. Bây giờ người ta không có nhiều nơi, người ta không còn giữ cái truyền thống đó nữa. Đó, thì bây giờ cái vấn đề đốt này là 3 chấm, 6 chấm, 9 chấm gì đó, tùy ai nó chấm bao nhiêu chấm mà tự mình phát nguyện, chứ không phải phân định bắt buộc và bao nhiêu chấm là tu cao. 9 chấm là 9 nút, 12 chấm là thập nhị nhân duyên, cũng dài như chiều vậy đó. Không có cái đó, chỉ là truyền thống của sau này, chứ không có từ thời nguyên thủy của Phật. Và ai muốn thì phát nguyện, không muốn thì thôi. Còn vấn đề là thắp hương cho Phật, không luận là gọi là đen nhà hay là bệnh tật gì, tùy mình thôi. Ví dụ bây giờ ở đây mình thắp hương, mình đen thì mình có thể lấy giấy bạc ấy, mình cắn trên cái nóc đó. Hoặc là nếu mình không thắp nhiều thì mình thắp một cây ngắn, hoặc là một tháng mình thắp mấy ngày lễ, ngày rằm chay vân vân. Còn nếu hoàn cảnh mà mình vì gia đình có người bệnh bệnh dị ứng hay là nghẹt mũi gì đó, người ta không chịu được những cái mùi khói, mùi hương, thì mình cũng có thể không cần đâu. Còn cái phương tiện cúng Phật bằng cái gì đó tùy mình. Ví dụ như hương thì thôi bây giờ vì nó có bốc cái mùi, nó làm khói, nó làm hư nhà, hoặc là nó làm độc, tại vì cái đó nó có cái mùi hương đó, có thể nó người ta hít vào lâu ngày nó bệnh, mình có thể gia giảm cái đó được. Còn vấn đề hoa, trái cây, hoa thì mình có thể trưng hoa tươi hoặc là mình trưng hoa giả, nhưng mà trái cây thì đừng trưng trái cây giả. Tại vì tuần nào mình cũng đi chợ những trái cây mình ăn đó, đi học đi làm thì trước khi mình ăn mình đem lên mình cúng Phật. Rồi đem lên bàn thờ mình cúng Phật xong, mình để chừng ngày mai mình muốn ăn thì mình đến mình xá Phật, mình bưng nguyên dĩa xuống. Chứ đừng để trên nó cái đi làm lấy cái táo, mai đi làm lấy cái cam, cái mình biến cái bàn thờ giống như cái chỗ cất trái cây vậy. Mình mua chuối thì mua chuối thiệt là xanh, cúng cho tới ngày nó chín cái mình thử. Thì cái đó là tâm của mình, nhưng mà mình cúng trái cây thì mình cũng cúng cái thật. Nhưng mà quý vị nhớ, Phật không có ăn cái đó, cúng chỉ là biểu tượng thôi, để nhắc nhở mình cái nhân quả trong cuộc sống. Con bạch thầy, tại sao lá cờ Phật giáo sắp theo màu thứ tự xanh đỏ tím vàng cam tượng trưng cho gì? Thưa, trước hết là phải nói năm màu ở trong này liệt kê là xanh, đỏ, tím, vàng, cam là không đúng. Phải nói là xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, đó là năm màu hào quang của Phật. Phật có hào quang năm màu. Thì cái lá cờ Phật giáo này là do một ông Phật tử người Mỹ sáng chế ra, và ông đã đem cái ý nghĩa và cái màu sắc lá cờ này trình bày tại một cái đại hội Phật giáo ở Tích Lan. Và tại sao năm màu? Bởi vì thứ nhất là đây là năm màu của Đức Phật, cái hào quang của Phật, và đồng thời năm màu này tượng trưng cho ngũ căn. Ngũ căn là gì? Đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Người Phật tử mình tu tập muốn phát triển thì mình phải phát triển năm căn lành này, là tinh tấn và là tính, tính là niềm tin, tấn là siêng năng, niệm là chánh niệm, định là sự định tĩnh, tuệ là trí tuệ. Khi mình có năm cái căn này rồi thì mình sẽ phát ra năm cái nguồn năng lực đó, gọi là nỗ lực, cũng là tính, tấn, niệm, định, tuệ và thêm chữ lực. Thay vì là tính căn thì bây giờ là tính lực. Tấn căn, tấn lực. Niệm căn, niệm lực. Định căn, định lực. Tuệ căn, tuệ lực. Gọi là ngũ căn, ngũ lực. Cái này nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo này. Quý vị nhớ không? Kinh Di Đà nói đó, chim hót mà con người ta có thể nghe được là phát tâm sao? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo đó. Ngũ căn, ngũ lực là một trong, là hai trong 37 phẩm đó. Như vậy thì
Cái lá cờ Phật giáo tượng trưng cho ngũ căn ngũ lực, còn tượng trưng cho năm giới căn bản tất cả chúng ta giữ gìn, còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ đủ năm giới thì quý vị thấy thế giới hòa bình không? Thế giới hòa bình. Cho nên xanh vàng đỏ trắng cam là năm cái màu, rồi xong phía dưới đuôi ấy, nó có năm cái nhỏ nhỏ thôi, phải không? Cái đó gọi là tổng hợp, sự tổng hợp của đạo Phật, sự tổng kỳ của tất cả giáo pháp. Còn nếu chúng ta nhìn lá cờ đó qua thân thể một con người, màu xanh là tóc, màu vàng là, màu đỏ là, màu trắng, màu cam, tụy. Một con người tu tập trọn vẹn tổng hợp, hiểu ý không? Đó là lá cờ Phật giáo. Quý vị nào muốn nghe cái bài này, có hoặc có giảng cái bài về lá cờ Phật giáo năm sắc hào quang, quý vị có thể tìm cái bài đó trên mạng để nghe thêm. Con nghe pháp quý thầy giảng, để trên đầu quy ngũ có tội và bất kính không thầy. Xin thầy hoan hỷ giải dùm thành kính. Nhân dịp khóa thọ bác quan trai, thầy trở lại Canada, con chúc thầy thượng lộ bình an và cũng chúc bác hạ lộ an bình. Thưa, mình đi ngủ, mình mở băng giảng, rồi bác này mới để cái máy nghe trên đầu, có tội không? Người ta để máy, thầy cứu người ta ngủ, người ta không có tội, rồi bác để đầu anh có gì, không có sao hết. Cái việc mà mình nghe một văn giảng ở trong phòng mình, rồi khi mình nằm mình nghe, mình ngủ luôn cũng là tốt, tại vì nhiều khi mình lo lắng, mình buồn phiền, mình ngủ không được, rồi mình phải uống thuốc ngủ nữa, cái đó mới khổ. Còn hàng này nếu mà thầy mà không làm gì được mà thầy ru cho bác ngủ, thầy có cái phước, không có sao. Kính thưa thầy, hiện tại và hiện tiền có giống nhau không? Hiện tại là nói cái thời gian, còn hiện tiền là nói sự có mặt. Thí dụ có quần nói hiện tiền chúng con đang ở đây, hiện tiền là tức là trước mặt. Ví dụ như mình xuất hiện trước mặt Phật gọi là hiện tiền. Vậy thì nó cũng có nghĩa là hiện tại đó, nhưng mà về cái mặt hình thức mình đang ở đâu thì gọi là hiện tiền. Cũng giống như bây giờ mình nói kính thưa đại chúng, hiện diện trước quý vị là thầy nào đó, thầy cô nào đó, phải không? Còn hiện tại là thuộc thời gian, ba thời: quá khứ, hiện tại, hiện tại. Con là Phật tử mới quy y, con xin thầy chỉ cho con phương pháp tu tập tại nhà để con thực tập lúc thầy không có ở đây, cách tu tập như thế nào để được tinh tấn. Thưa đại chúng, mình muốn tu tập ấy, tức là mình đã phát được cái tâm có thiện chí, thiện tâm, mình muốn hướng thiện, hướng giải thoát. Trước hết là mình phải sắp xếp được cái hoàn cảnh gia đình của mình, và đồng thời mình phải nhìn lại sức khỏe của mình, hoàn cảnh, thời gian của mình có bao nhiêu. Về mặt căn bản, đời sống hàng ngày kể từ khi mình quy y rồi thì bắt đầu mình nhớ thúc liễm thân tâm. Thúc liễm là gì? Tức là mình phải bảo hộ thân tâm của mình. Đức Phật có dạy một bài kinh, đưa một cái ví dụ, một cái con rùa nó đang bò ở trên bờ nước, tự nhiên nó nghe cái tiếng của một con chó sói đi tới, thì con rùa này đều rút tứ chi luôn, phải không? Rút đầu, rút đuôi, và bây giờ cái môi con rùa, cái con cáo, con thú dữ đó, nó tới nó không làm được gì con rùa hết. Thì Đức Phật nói sáu chi của con rùa đó là tượng trưng cho sáu căn của chúng ta. Và chúng ta, nếu chúng ta cảm thấy rằng cái hoàn cảnh hay một lúc nào đó, ở cái nơi chốn đó, mình phải thúc liễm sáu căn của mình, thì mình đưa sáu căn vào bên trong cái tâm của mình. Cũng giống như con rùa mà rút sáu chi vào trong cái môi con rùa, cái mu con rùa vậy.
về mặt đời sống hàng ngày thì tự mình phúc điểm bản thân mình, giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn như trường hợp ở nhà mình thì cố gắng tạo cho mình một cái khoảng thời gian để mình tu tập. Có thể mình ngồi thiền, có thể mình tụng kinh, có thể mình niệm Phật hay mình trì chú gì đó, tùy theo cái sở thích của mình và cái pháp hành của mình. Đồng thời cũng nghe pháp. Ví dụ bây giờ hồi xưa mình lên xe mình nghe nhạc, bây giờ mình có thể giảm nhạc mình nghe pháp. Giảm thôi chứ có bảo nói là mình phải bỏ. Tùy mình, nếu mình muốn bỏ là bỏ, nhưng mà bây giờ mình làm sao có thời gian để mình nghe pháp trên xe, để mình về nhà mình không có bị mất thời gian, mình cũng có thời gian mình nghe pháp, mình pháp trên xe. Còn về cái mặt tu tập hành trì thì mình coi mình có thời gian khoảng nào thì mình làm khoảng đó. Về pháp môn không có quan trọng là tu cái gì luôn, cái gì hợp với căn cơ mình thì coi như là đúng. Cho quý vị đừng có quan trọng tu thiền tu cao hơn tu niệm Phật, là niệm Phật là tu cao hơn là tu trì chú. Rồi có nhiều khi mình nói tôi niệm Phật cái nữa thì chết không có chỗ về, phải ăn ngồi thiền chết không có chỗ đừng có khởi niệm như vậy. Mình cứ phát tâm mình tu vì mục đích ngồi thiền trì chú tụng kinh là giúp cho tâm mình định thôi. Một khi tâm mình bớt tán loạn tức là mình thành công. Bởi vì con người của chúng ta sống thì chúng ta tán loạn rất là nhiều, đúng không? Tán loạn nhiều lắm. Bây giờ ví dụ như nãy giờ mình ngồi đây mình im lặng mình hướng tâm, nhưng mà thử bây giờ ở phía sau có ai la một tiếng là rớt một cái gì không, là mình ngó ra phía sau liền, là mình biết nhiêu đó thôi, là biết tâm mình có đủ định tĩnh hay không, hay là một cái gì nó xảy ra nó bất chợt mình có bình tĩnh được hay không, hay là người ta nói với mình một câu mà nó xúc phạm mình có giữ được cái tâm bình thản không, hay là mình đang đổi sắc mặt liền. Và ngày xưa khi mình đổi sắc mặt là mình sẽ thể hiện cái sự bất đồng của mình. Bây giờ là mình đổi sắc mặt nhưng mà sau đó mình chấn tĩnh lại được, tức là mình đã có cái phần chuyển hóa. Thế là chúng tu có nghĩa là chúng ta bắt đầu có sự chuyển hóa trong gia đình. Cho nên quý vị chọn cho mình ở nhà ai chưa có Phật thờ Phật, rồi mỗi ngày đi làm về tắm rửa xong xuôi cơm nước rồi lễ Phật ba lễ rồi bắt đầu, hay là mình hành trì thời kinh. Còn do hoàn cảnh mình không cho phép thì lễ Phật trước khi đi ngủ, xá Phật trước khi đi làm, giữ gìn bàn Phật cho sạch sẽ, hoa héo thì lấy xuống, nước cúng rồi thì phải thay, chứ đừng có để nó khô queo mà đến nó đóng mỡ, nó đóng mỡ trong đó, rồi một tháng mình có đem xuống mình rửa mình cúng lần, ví dụ vậy đó, mình giữ bàn thờ cho nó trang nghiêm. Xin Thầy hướng dẫn cho con cách niệm Phật không bị vọng tưởng. Con không biết tại sao khi con niệm Phật có nhiều ý nghĩ không tốt nhảy vào đầu của con. Thưa đại chúng, bởi vì như nãy có mà nói, cái tâm ý của mình là cái tâm ý lăng xăng. Vì chính vì lăng xăng cho nên Phật mới chế cho mình những cái công thức để mình làm sao giúp cho cái tâm mình bớt lăng xăng. Thì cái công thức đó là niệm Phật, hoặc là trì chú, hoặc là tụng kinh, hoặc là ngồi thiền. Mình muốn chọn cách nào cũng được, nhưng trong khi mình làm mà có những cái ý nghĩ là nó xen vào đó, đừng có lo, đừng có buồn, đừng có sợ. Chính mình biết đây là vọng tưởng thì mình liền trở lại với niệm Phật. Cứ như thế mà làm hoài đến khi nào mình thuần thục thì thôi. Chứ còn nếu như mà mình đợi mình hết vọng tưởng mình mới tu, chắc mình có tu làm sao tu được. Mà trên đời thì chắc không mấy người tu đâu, tại vì còn sống là còn vọng tưởng. Mà đợi hết vọng tưởng mới tu thì biết mình có cơ hội để hết không? Nếu mình không tu làm sao hết? Cho nên cái vấn đề tâm mình còn tán loạn, chừng nào mình biết gì, mình đang rất nhiều tán loạn thì mình lại phải hết lòng tu tập nhiều hơn nữa. Ví dụ như mình lại Phật, khi mình sám hối mình lại Phật, mình đọc cái danh hiệu của Phật, mình quán tưởng cái danh hiệu đó, mình lễ xuống và thành tâm mình lễ. Trong khi mình lễ có thể tâm ý mình lại khởi niệm nghĩ sai nữa, thì trong khi lễ đó mình lại khởi lên nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức.
khi mình lại xuống trong cái tư thế phục vụ để giúp cho mình tâm không có loạn, mình phát nguyện ba câu đó: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Đó là trong khi mình tụng kinh, mình đang tụng cái có cái gì nó nghĩ nó xen vào, mình nhớ lại, quay trở lại tiếp tục tụng kinh. Còn hồi đó là mình đang tụng kinh, đó, mình đang tụng kinh mà điện thoại nó nghe một mẫu đứa đầu bắt dây lên, đứa nào nắm bắt con thì má con, mình tụng tiếp. Cái đó là mình bị vọng đó, mình chạy theo thôi. Bây giờ mình không để cho cái đó nó lôi mình, nghe tiếng điện thoại là biết, nhưng mà không có phiền muộn gì cái vấn đề ai bắt cao bắt cỡ. Đó, mình tu là mình cũng vậy đó. Thí dụ quý vị đang ngồi thiền vậy nè, rồi cái đang ngồi vậy cái nó xem vô, tôi nói chết một, một lát nữa mình xong có tu mình mới chạy lên chợ mua rồi này kia tôi mang nó đi làm chứ. Bây giờ ngồi thì nó xem vô rồi, cái nó, nếu mà mình theo nó mình phải để coi một lát mua gì ha. Nhưng bây giờ mình đang không, tôi đang ngồi thiền, mình đang học thì mình trở lại. Tức là vọng tưởng là cái như con trâu. Phật ví dụ á, tâm vọng tưởng như con trâu. Mình là người chăn trâu, mỗi khi mình thấy con trâu mình nó chạy thì mình tìm kéo con trâu mình trở về. Cũng như thế, khi nào tâm vọng tưởng nó lan chạy, mình kéo nó trở về, đừng để nó rong ruổi. Đến một ngày nào đó nó biết nghe lời mình thì chừng đó mình mới yên tâm. Cho nên là cái vấn đề vọng tưởng là chuyện thường là thái của các họ. Tại sao mà là vọng tưởng? Vì trong khi mình niệm Phật mà mình nghĩ những cái không có đúng với niệm Phật đó là vọng tưởng. Trên có nhiều vị Phật tử sợ khởi những cái ý tầm bậy tầm bạ là tội, tội lỗi gì đó. Phật rành mình sáu câu mà nhờ Phật biết như vậy cho nên Phật mới chế cái niệm các tu đó để cho mình tu tập, chứ có tội gì đâu. Xin Thầy hoan hỷ cho con biết ý nghĩa pháp danh là Viên Hoàng. Chữ viên là tròn đủ, tròn đầy. Chữ hoàng là ánh sáng, ánh sáng màu vàng. Ý đó là ánh sáng Phật Pháp, ánh sáng tu tập đó. Xin phép Thầy, xin phép hỏi Thầy, nếu trong nhà mình có một đám kiến mà bạn mình không dám hạ thủ, và mình lo là nếu để thì kiến sẽ bò qua chỗ khác và xâm ra nhiều, vậy trong trường hợp này mình có phạm giới phải không? Hai, cũng tương tự như vậy, nếu trong nhà và ngoài nhà có nhiều con gián, mình gọi thợ đến xịt thuốc diệt côn trùng như vậy có phạm giới không? Thưa đại chúng, cái vấn đề những con insect, gián, kiến gì đó thì nếu mà vì bảo vệ cái môi trường sống của mình thì trước khi mình muốn làm thì mình thông báo cho các con gián, con kiến biết. Cái đây là không hòa nói là có một số quý vị người ta làm mà người ta nói thành công, tức là khi mình nói mình phải thành công. Ví dụ mình nói là các Bồ Tát gián, Bồ Tát kiến, trong 3 ngày nữa sẽ có người đến đây để xịt thuốc. Tôi báo cho quý vị biết để quý vị tìm đường đi. Quý vị đến từ đâu thì quý vị phải đi theo đường đó. Để sau 3 ngày này nếu mà người ta tới làm thì tôi không có lỗi với quý vị. Thế mình nói, có một đạo hữu ông trồng cái trái blueberry để bán. Ông có 25 mẫu đất trồng cái cây đó. Thì chuột á, cứ khoét hư hết. Thì mấy người con ông mới đi mua thuốc về để phun chuột. Thì ông nghe được như vậy, ông nói thôi con cho ta xin 3 ngày. Ông mới đứng ra ngoài cái rừng cây blueberry, ông mới nói: gia đình tôi chỉ có một miếng đất này để sinh sống, và bây giờ các ông tí và tí đến đây làm cho mùa màng bị hư heo. Còn tôi rất là buồn và muốn thuốc quý vị. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết, quý vị nên tìm chỗ quý vị đi, ở đây không phải là chỗ quý vị ở. Quý vị biết nói xong rồi 3 ngày còn con nào hỏi xin thuốc được. Nhiều trường hợp như vậy, cho nên quan trọng là mình nói bằng cái tâm của mình. Khi lại Phật, tay bước xuống đất, có người lại ngửa lên, cả hai cách gì được phải không Thầy?
Và cách lại vong người quá cố cũng giống như cách lại Phật. Thế lại chúng, tại sao mình phải lại? Bởi vì khi mình lại là biểu tượng cái tâm cung kính, cái tâm khiêm hạ của mình. Mình hạ hết cái con người mình xuống. Còn khi mình lại đó, thường thường mình chắp tay ngay ngực nè, là tượng trưng cho cái hoa lòng ở nơi tâm của mình. Và sau đó mình muốn cầu đến cái chỗ cao tột thì mình trước hết mình phải hạ thấp. Cho nên trước khi mình hạ cả người mình thì mình đưa tay mình lên trán, phải không? Đây là cầu chỗ cao thượng. Mà muốn đi đến cái chỗ cao thượng thì trước hết người mình phải từng thấp. Từng thấp mới lên cao được. Cho nên hạ người xuống. Và khi hạ xuống rồi thì tay của mình ngửa lên. Thường thường các ngửa lên là gì? Tượng trưng cho mở lòng. Mình mở lòng, mình trải bày tâm can của mình trước Phật. Và mình mở lòng với tất cả. Và chỉ khi nào chúng ta mở lòng thì chúng ta mới có thể an vui và nhẹ nhàng được. Mà trước khi chúng ta mở thì chúng ta gì? Muốn. Cho nên khi mình đưa tay xuống, hai tay mình vậy. Phải không? Tay xuống rồi thì khi mình chạm dưới đất rồi thì mình mở tay, buông xả. Còn có người ta tốt luôn cũng không sao. Nhưng mà ngày xưa theo Ấn Độ đó, khi mà người ta quý trọng Phật, người ta gặp Phật thì người ta nâng chân Phật lên, người ta hôn. Cho nên bây giờ mình vẫn giữ cái lẽ đó, tức là mình xòe tay ra là mình áp mặt mình vào trong bàn tay, tự nguyện cho mình hôn chân của Phật. Con có tâm nguyện khi chết muốn hiến tặng nội tạng cho bệnh viện, nhưng gia đình con không đồng ý vì cho rằng phúc lâm chung thân xác đau đớn sẽ bị sân si và đọa địa ngục. Xin thầy giải thích. Hồi nãy cũng có một câu hỏi cũng giống như vậy đó, hỏi vấn đề là con đã đăng ký hiến xác cho nhà thương, nhưng khi đạo tràng và A Di Đà thì các anh chị đó bảo con là nên hủy bỏ vì khi con chưa chết đủ 8 tiếng mà họ đã lấy hết thân thể mình thì không còn chánh niệm để niệm A Di Đà. Kính xin thầy quan hệ. Thưa đại chúng, nếu như ai mà chết mà đợi 8 tiếng mới vãng sanh thì mình tu chi cho nó cực? Mình đâu có cần tu chi. Cái vấn đề khi mình mất mà có được người trợ niệm cho mình, đó là chỉ trợ duyên thêm cho mình thôi. Chứ còn cái chánh yếu là hàng ngày mình phải tu. Mình không tu sao? Cái này hôm qua nói rồi ở trên trên Springvale chùa Hoa Nghiêm cũng cái câu hỏi tương tự như vậy. Khi quý vị đăng ký hiến xác, đó là cái việc làm thiện. Trước khi mình mất, mình còn để lại cho đời những cái gì mà đáng lý ra cái thân tứ đại này không ai xài luôn. Mà bây giờ trước khi chết mà có người xài được chút nào của thân thể là điều tốt chứ có sao đâu. Nếu như mình đã phát nguyện mà lúc mình mất đi mà có người sử dụng được thân xác của mình là mình mãn nguyện. Mà đã mãn nguyện thì lo gì đau đớn. Cũng giống như quý vị hôm nay phát nguyện về chùa tu tập, bây giờ quý vị ngồi dưới đất có đau chân này, mà quý vị có khổ không? Đó là tại mình phát nguyện mà. Mà mình chấp nhận là mình đến chùa tu tập thì đây là cái cách mình ngồi để mình tụng kinh, mình nghe pháp, cho nên không có gì trở ngại hết. Quý vị đừng có lo là lúc chết rồi phải đủ 8 tiếng. Bây giờ ví dụ người đó bị đụng xe, bị tai nạn ở ngoài đường, chết liền tức khắc, rồi không lẽ mình kéo nhau ra mà nó không được đụng, phải ngồi đây 8 tiếng. Rồi xe mua lăng mua lóc gì tới cũng không cho hết, nó ngồi đây 8 tiếng. Nó có phải như vậy không? Mình phải biết như hồi nãy gì đó, mình phải biết là thật sự nếu như mình cuối đời gặp được ai đó tụng kinh niệm Phật cho mình, đó là cái phước cuối đời của mình và cái duyên cuối của mình được chút xíu thôi. Nhưng mà hàng ngày đó, tâm mình đó, nó phải khởi niệm Phật để nó giao cảm với cái đó.
Chứ bây giờ quý vị không niệm Phật rồi người ta có vô tụng mình có biết gì đâu. Bây giờ không, là ví dụ như quý vị chưa bao giờ thuộc bài kinh này, đệ tử một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Khi có hoạt động như vậy, ai thuộc mới có thể nhét theo được. Còn nếu người không thuộc, có biết gì đâu. Như vậy thì cái vấn đề niệm Phật lúc cuối mà mình không lo tu tập mà đợi 8 tiếng kiếm mấy người đã tới niệm đó cũng không có mát đâu. Ví dụ như ta nói một lòng mỏi mệt không ngại, nó không có mệt lắm. Cái người ta tu nó một lòng mỏi mệt không ngại, còn mình không tu mình nghe mình mệt quá trời. Cầu về cực lạc, cho nên cầu về cực khổ ngồi đài bóng sen, nó không có mát. Hằng ngày tâm mình phải thường xuyên niệm Phật, thì khi đó lúc mình lâm chung, người ta niệm Phật hai bên nó mới giao cảm với nhau, cái lực đó nó mới đẩy mình như thế. Ổng lo tu tập gì hết rồi, đợi kêu 18 tiếng niệm 80 tiếng cũng không được gì. Cho nên mình phải lo tu. Còn nếu như mình đã hiến xác rồi, phải hoan hỷ vui vẻ, đừng lo. Bây giờ đã ký rồi phải không? Mà thí dụ như lỡ ký xong mình nói trời, không biết lúc đó tôi có bị sân si không? Ngay bây giờ mình sân si. Người ta nói mình câu, mình chạm, mình sân lên. Ta nói câu thôi, chưa đụng gì tới mình hết, mình còn sân lên thì cái chuyện phải nhéo cắt mình sẽ thịt cắt da mình thì chưa chắc. Cho nên nếu muốn được tới cái chỗ đó, hàng ngày mình xả cái chỗ đó. Lúc mình chết, mình sử dụng được cái mình mãn nguyện rồi, trước đầy đủ, đừng có lo không bị gì vậy. Cho nên ai muốn thì cứ ký, mà ký là không sợ. Tại sao không sợ? Vì mình đã có đường đi rồi. Đường đi của mình là mình về thấy cái cực lạc, còn thân tướng đại này cho lại đời này ta dụng tiếp nữa là tốt chứ có sao đâu. Trời ơi, nhiều khi lúc đó cho xong rồi nó đem vô thử nó không gì xài được hết trơn. Con hay bị ngáp. Trong phong bà nghe. Con hay bị ngáp lúc tụng kinh, mặc dù là con ngủ đủ, chỉ lúc tụng kinh con bị ngáp. Như vậy có tội gì không thầy? Có một cái tội á là ngáp mà không rượu. Thưa đại chúng á, khi mà mình tụng kinh niệm Phật như cái trường hợp này ngủ đủ mà vẫn ngáp á, trong khi mình tụng kinh niệm Phật mà mình có những cái trạng thái như vậy đó, thì nó nằm ở trong một trong ngủ cái năm cái điều chướng mình á, buồn ngủ gọi là hôn trầm, lăng xăng gọi là trạo cử, không tin nghi ngờ phóng dật suy nghĩ lung tung, ví dụ vậy. Đó là năm cái điều ngăn chặn mình. Mà Đức Phật nói ví dụ giống như là chì chẽn thao động thiết, năm cái đó nó làm cản trở không cho mình thấy cái miếng vàng ở trong cái rổ cát. Giống như mình xúc một cái rổ cát lên mình đãi, rồi trong đó có kèm chì thiết nhôm thao, nó cản trở mình. Người tu của mình có năm thứ: hôn trầm, trạo cử, bất tín, phóng dật, giải đãi, thì nó cản trở, nó làm cho mình được siêng năng. Cho nên trường hợp này thì mình sám hối. Cái thứ hai nữa đó là nếu như mình biết mình hay bị buồn ngủ, thì khi trước khi mình tụng kinh niệm Phật, mình phải đi rửa tay, rửa mặt rồi sạch sẽ, rồi mát mẻ, đồng thời mặc những cái quần áo nào nó thoải mái, đừng có mặc những bộ đồ nó gò bó, nó cũng sẽ làm cho mình khó chịu trong khi mình ngồi tụng kinh niệm Phật. Con là Phật tử mới đi hôm qua, vậy hằng ngày con phải làm gì với Phật pháp?
Pháp danh con là Hạnh Nghiêm, kính xin thầy giải thích. Trước hết mình hồi nãy có hòa thượng trả lời rồi đó, đối với Phật pháp mình phải cố gắng tu tập để mình thể hiện một người Phật tử. Tại sao chúng ta phải quy y? Bởi vì khi chúng ta quy y rồi thì chúng ta tự nhắc nhở mình là một Phật tử, thì mình nguyện sống một cái đời lành mạnh của một Phật tử. Pháp danh Hạnh Nghiêm, chữ hạnh là gì? Chữ hạnh là hành động và việc làm. Từ cái việc làm đó, người ta ví dụ như người bình thường, cái người đẹp là trang trí trên người. Mình trang trí thân tâm mình bằng cái hạnh đức của mình, bằng cái việc làm của mình để làm trang nghiêm mình, rồi hạnh nghiêm. Xin thầy cho con hiểu ý nghĩa đi toilet sao phải gõ 3 lần. Quý vị hiểu câu hỏi không? Không hiểu không? Cái này là nằm ở trong luật. Này nằm trong luật. Là trong luật cái chữ tổ dạy á, là khi mình đi nhà vệ sinh á, trước khi mình đi tiểu đi tiêu á, mình gõ trên cái miệng của cái toilet 3 lần. Bởi vì ở trong nhà xí có những loài quỷ, cái nghiệp của họ là chờ để ăn phân dơ nước tiểu. Cho nên mình không muốn, mình sợ tổn cái phước, cho nên mình gõ để cho họ tránh ra. Đó là cái luật dạy như vậy. Cho nên các thầy các cô sau này cũng quen, tức là hãy đi toilet là gõ cửa, gõ trên cái miệng của cái thành của cái toilet đó. Thì hồi nhỏ đó có mà nhớ có một vị mà thượng kể và nghe một câu chuyện có thật. Ngài mới nói rằng đó, có một vị Phật tử vô chùa, thì khi mà tức giận thì mới mắng vị hòa thượng kia là thầy nửa chết uống nước tiểu của người ta. Thì khi đó sau này cái vị cư sĩ nó mất sớm, thì vị hòa thượng đó cư sự đó, cứ mỗi lần hòa thượng đi ra nước tiểu thì ở trong cống tự nhiên có con chuột nó xuất hiện, nó há miệng nó hứng hết nước tiểu. Mà ngày dù nó tránh ở đâu thì cũng gặp con chuột đó. Thì hòa thượng kia mới dạy nó, mà thầy kể cho con nghe câu chuyện có thật. Đó là những vị hòa thượng là thầy biết để các con tránh, đừng có mắng của người khác. Đó, thì đó là cái lời mà hòa thượng dạy. Vì vậy cho nên từ đó mà nghe thì hòa cũng mình cái chuyện mình, ví dụ đi, mình có biết cái chuyện có thật hay không, quỷ nào ở trong cái nhà vệ sinh đó, ví dụ vậy, tuy mình không thấy nhưng mà nó không có hại gì khi mình lấy tay mình gõ 3 cái để mình ngăn ngừa cái sự tổn thương, nó đâu có hại gì đâu. Hay không, thay vì mình còn hút gió thì mình hút gió cả buổi được, mình đọc báo cả buổi được, cái trong đó mà thành thử cái chuyện mà mình lấy tay mình gõ 3 cái để mình tiết kiệm cái phước của mình, thì có hòa nghĩa đó nó cũng có gì quá đáng. Cái chuyện mình có thấy hay không, có cái gì chứng minh hay không, không sao hết. Mình ai tin thì làm, không tin không làm cũng không sao. Nhưng mà có quà đối với quà nghĩ là cái việc đó đâu có mất mát gì đâu, mình không làm. Và ví dụ như con mắt của mình có thấy thì cũng thấy phần nào, chứ mình đâu có thấy sâu xa hơn. Thì mình gõ như vậy để các loài đi cũng là cái tốt. Kính bạch thầy, lúc trước khi nghe hoặc thấy hoàn cảnh đau khổ nào con cũng dễ xúc động và tìm cách giúp đỡ, nhưng bây giờ càng nghe giảng pháp thì con lại bớt lòng xúc động và nghĩ rằng đó là cái nghiệp của họ. Con đang lo sợ là sự xúc động đó sẽ mất dần trong con. Xin thầy giảng và cho con lời khuyên, con đang đúng hay sai? Mặc dầu con cũng vẫn làm từ thiện, nhưng con nghĩ rằng chữ từ bi chứ đừng xúc động nhiều quá như trước kia. Khi mà mình thấy một hoàn cảnh khổ mình xúc động, mình khóc, cái đó chỉ là cái xúc động
cái tình cảm bình thường của thế gian cũng có một chút từ bi trong đó, nhưng mà có thể là từ bi mà mình chưa thấm nhuần, đến sau này mình học Phật lâu ngày, bây giờ mình vẫn thương vẫn giúp nhưng không còn khóc, không có nghĩa là tâm mình bây giờ chai, không khóc nhưng mà mình đã hiểu. Vì sao mình không khóc? Bởi vì mình biết rõ cái nhân quả nghiệp báo của mình, mình đã biết rõ cuộc đời là như vậy, cho nên mình không còn buồn thương cảm xúc như xưa kia. Quý vị nhớ hồi xưa mà khi Quý Kiều mà khải đàn thì tiếng đàn ai quán đơn, nhưng sau ba chìm bảy nổi mấy chục cái lên lên rồi, Quý Kiều sau khi tu rồi thì Quý Kiều vẫn khải quán đàn, nhưng đoạn cuối của truyện Kiều xưa sau, xưa kia sầu khổ sau nay vui vẻ, đó là cái cũng tiếng đàn đó nhưng mà không còn reo rắc buồn thương nữa vì đã thấm nhuần được cái đạo lý. Như mình thấy hồi đó mình hiểu đạo, trời ơi trời, tôi từ nhỏ tới lớn tôi đâu có làm ác, mà sao gia đình tôi thế này, bản thân như thế kia, đó là bình thường lúc mình chưa hiểu đạo. Bây giờ những việc đó nó đến với mình do mình hiểu đạo, không phải mình chai đá không biết gì hết, nhưng biết rất rõ. Cho nên ngày má trưởng nó nói đó, không mê làm nhân quả. Hồi xưa mình mê làm nhân quả cho nên mình trách, mình than, mình nghĩ là mình không làm xấu mà tại sao mình nhận quả xấu. Còn bây giờ mình làm tốt nhưng mà quả xấu nó tới thì biết cái quả này là quả của quá khứ. Cái mình đang làm tốt là cái nhân của hiện tại, rõ ràng cho nên không mê làm nhân quả. Rồi đôi khi á, ví dụ thôi, mình thấy cái người kia tự nhiên đang ngồi bị người ta đánh, con mắt của mình thấy hiện tại, cái mình chạy ra mình binh phục là bởi vì mình thấy cái người kia đó làm gì sai. Nhưng cái người kia đánh mình, trời ơi, tôi biết tại sao đánh, tại sao người lại biết được hai người này cách đây một năm là từng có vấn đề với nhau, cho nên hôm nay, cho cái người mà ta rõ cái nhân của một năm trước thì cái quả đời này mà hiện tại bây giờ mà đánh nhau đó là người đã biết rõ. Còn mình vẫn biết cho nên mình chạy ra, mình vinh vực thế này, mình phân vui thế kia. Mình nói ví dụ vậy đó, để cho chúng ta hiểu nè, bất muội nhân quả là gì? Là chúng ta rõ ràng nhân quả, không có nghe mặt. Vừa rồi Pháp Hòa có nói bài nói chuyện ở Brisbane, chùa Phật Tổ, về cái nghiệp duyên của Phật. Đức Phật của chúng ta đời này, Ngài thành Phật, Ngài tu, nhưng mà Ngài gặp rất nhiều những trở ngại. Nào là người ta đổ bụng vô vu oan cho Ngài, là Ngài làm cho người ta có mang thai, rồi Ngài bị người ta lăn đá. Và khi mà những chuyện nó xảy ra, Đức Phật đều kể là cái quá khứ, cái nghiệp duyên của Ngài, chứ không phải bình thường đó. Xin Thầy giải thích cho làm thân Phật chảy máu trong năm tội vô gián, thế nào là Phật thân, Pháp thân và hóa thân? Trong năm cái tội ngũ nghịch, năm tội ngũ nghịch, thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết A-la-hán, thứ ba là thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Bây giờ không có là thay Phật chảy máu, nhưng mà đập tượng Phật, phá tượng Phật đó là thuộc chỉ cái tội thứ tư này. Thứ năm là phá hòa hợp tan, cái đó là ngũ nghịch, là năm tội đọa địa ngục vô gián. Thì ông thầy có hỏi là làm thân Phật chảy máu là bây giờ, hồi xưa mình làm thân Phật chảy máu, bây giờ là không có làm thân Phật chảy máu, nhưng mình có do giận tức mình lấy cây đập tượng Phật rồi. Nhưng mà thưa đại chúng, cái đó nói lên cái ý nghĩa gì? Bởi vì tượng Phật là biểu tượng cho một Đức Phật tự tâm của mình. Khi tâm mình sân si, tức là mất ông Phật trong này. Mà khi mình mất ông Phật trong này đến cùng cực rồi, cho nên mình mới đặt luôn. Thường thường gặp tượng Phật là mình kính chứ. Thí dụ bây giờ ở đây mình có giận cỡ nào mà có dám làm cái chuyện gọi là tới gần tượng Phật, đặt tượng Phật không? Trừ khi nào cái thiện căn Phật tánh của mình hoàn toàn nghĩa là đến mức cùng cực của sự
đi xuống rồi, cho nên mình không nể cả luôn cái tình huống. Cái người mà người ta hung dữ cỡ nào, ít nhất người ta vẫn còn biết tôn trọng cái tượng của các bậc thánh hiền. Mà bây giờ cái người này mà đặt cái tượng Phật đó, Phật không hề bắt tội. Nhưng ở đây cái ý nghĩa là thiện căn, nhân duyên phước đức của mình nó đã cạn cạn ngay cả tượng Phật của mình. Cái gì này? Còn thân Phật, thân Phật là Phật thân, Pháp thân, hóa thân đó. Thế là chúng mỗi con người chúng ta có ba thân. Cái thân hiện tại chúng ta đang có gọi là báo thân. Báo thân là gì? Là cái thân quả báo đời này nghe. Lùn cao, mập ốm, xấu đẹp gì đó, đây là báo thân. Mình như thế nào đời này mình nhận cái thân này gọi là báo thân. Nhưng mà trong cái báo thân này nó đa dụng. Mình có thể dùng cái thân này được tất cả sự việc. Cho nên cái thân này mình biết dụng nó thì liền có cái thân thứ hai là đa dụng thân hay là ứng thân. Ví dụ nha, ba tuần lễ nay Pháp Hòa có mặt ở Canada, Pháp Hòa đang ứng thân ở ngày mai Pháp Hòa không còn ứng thân ở đây, Pháp Hòa ứng thân ở Canada. Vậy thì cái thân báo thân này mình vẫn có ứng thân, tức là mình tùy theo hoàn cảnh. Rồi hồi nãy có những vị ứng thân vô bếp, xong bếp rồi và ứng thân rồi nghe pháp, đang lát giảng tuần xếp áo, ứng thân là người clean. Như vậy thì cái báo thân này mình có, nhưng nếu với cái tuệ giác biết nhìn, chúng ta vẫn dùng báo thân này một cách linh động, chứ không để nó đa vô dụng. Cho nên gọi là đa làm mà có khổ không? Không khổ. Tại sao vậy? Tại mình biết tất cả những gì mình làm là làm lợi cho chúng sanh. Vui vẻ mà làm, cái đó gọi là pháp thân. Cái thân Phật pháp. Như vậy thì trong cái hóa, trong cái báo thân này, chúng ta có ứng thân và pháp thân. Mình ăn cơm dở, không ngon, nhưng mà mình biết ăn cơm mục đích là cho qua bữa, ăn cho no để sống tu là việc thiện. Ví dụ vậy đó, ăn cơm bụi mà không khổ, ăn cơm với pháp thân, ngồi thiền, ngồi đất, ngồi gì đó mà ngồi mà tâm an tịnh thì ngồi thiền với pháp thân. Như vậy thì pháp thân bất biến. Còn báo thân này thì sao? Cũng hạn mấy chục năm thôi. Nhưng mà mình mượn cái báo thân này để mình nghe Phật Pháp, tu Phật Pháp, để làm cho Pháp thân của mình càng ngày càng sáng tỏ. Pháp thân không thể thấy, Pháp thân không thể thấy, không có tướng, nhưng mà rất linh động và rất lâu dài. Nhiều quý vị rõ ba thân nha. Báo thân, ứng thân và Pháp thân. Con còn nhỏ 3 tuổi muốn quy y cho nó, nhưng con sợ khi lớn lên không giữ thì phạm giới. Xin thầy giải thích. Thưa vị Phật tử, không phải lo. Bởi vì con nít từ 13 tuổi trở xuống, nó không có thọ giới, nó mới có quy y thôi. Tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nương tựa Tam Bảo, chứ nó chưa có thọ giới. Cho dù mình xin thọ, quý thầy cũng không có cho, tại nó chưa có ý thức. Giữ giới là khi là mình có ý thức mình mới giữ. Có một ví dụ, mình người lớn, mình ý thức cho nên mình vô hàng ngồi ngay ngã. Con nít nó không ý thức cho nên nó ngồi, nó ngã tới, ngã lui, nó nằm, nó trường, nó bò, nó lết. Đó là con nít, vì vậy nó chưa có ý thức. Vậy thì khi có ý thức, mình mới giữ lề lối giới tánh. Cũng như thế, con nít nó chưa có đủ tuổi thì nó không thể thọ giới. Cũng giống như các chú sa di, từ bảy, từ nhỏ, lúc nhỏ xíu vô chùa, gọi là hình đồng sa di. Tức là cái hình tướng đồng như chú sa di mà thật sự chưa là sa di. Hình đồng sa di.
Đến khi chú nó 7 tuổi cho tới 12 tuổi gọi là khu ô sa di. Khu ô là gì? Là buổi quả. Chú này còn nhỏ đâu biết gì đâu. Mà ngày xưa bên Ấn Độ là quả nhiều lắm. Mà bên Ấn Độ người ta chết thì người ta không có chôn. Người ta đem vô rừng, người ta bỏ trong rừng. Rồi cái xác con quả nó bay ngang, nó thấy cái xác nằm đó, nó biết là cái xác chết đó. Nó xà xin nó ăn. Thì mấy thầy ngồi thiền ở trong rừng, ngồi bất động vậy, nó tưởng cái xác chết. Nó cũng xà xin nó định ăn. Thì phải có một chú này, chú canh, để con quả nó tới cái đuổi. Cho nên từ đó mới có cái danh từ là sa di buổi quả. Và tiếng chú tiếng Hán gọi là khu ô sa di. Đến khi nào chú này 13 tuổi tới 17 tuổi thì gọi là ứng pháp sa di. Ứng pháp sa di là gì? Là cái chú này có thể thay cho thầy làm được một số công việc. Ví dụ như là tiếp khách, dẫn khách vô chùa lễ Phật, hoặc là hướng dẫn tụng kinh. Những cái thời kinh đơn giản ngắn ngắn, ứng pháp sa di. Rồi đến cái người đó lẽ 5 tuổi là tỳ kheo, nhưng mà tu muộn quá. Phải không? Tu muộn quá. Ví dụ như giờ con cô đó hay chú nọ 70 tuổi mới đi tu. Trời, nếu mà tu hồi xưa giờ cũng bà thường, cũng sư bà mà cũng trẻ quá. Cho nên cái vị này gọi là gì? Danh tự sa di. Nhưng mà chưa phải là tỳ kheo. Cái vị đó phải đủ 20 tuổi đời. 20 tuổi đời. Mà phải có quá trình làm sa di ít nhất là 4 tới 5 năm thì vị đó mới được thọ tỳ kheo giới. Thứ nhất, tuổi đời phải đủ 20 để xác định sự suy nghĩ của mình. Are you really want it? Mình có thật sự mình muốn không? 20 tuổi mới đủ cái tuổi chín chắn suy nghĩ cái bước kế tiếp của mình. Cho nên lúc mà đi thọ giới tỳ kheo vô đàn truyền giới, ta mới hỏi một câu: chú đủ 20 tuổi chưa? Nó dạ chưa. Chưa thì đi ra không được thời gian. Phải đủ 20 tuổi mới được đó. Thì bây giờ mình phải muốn nít nó lo. Nó có cái gì có dẫn nó lên cũng là quy thôi. Rồi mai mốt nó 13, 14 tuổi dẫn nó lên lần nữa cho nó thời gian. Đúng rồi, nó ý thức. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho con rõ tượng Bồ Tát Quan Âm ba mặt ba hướng mang ý nghĩa gì và con chưa hiểu. Thưa đại chúng, có tất cả những bức tượng Quan Âm bốn mặt ba mặt gì đó là biểu tượng. Cái tượng Quan Âm ba mặt là tượng trưng cho bi trí dũng. Bi là từ bi, trí là trí tuệ, dũng là dũng lực, bi là Phật, trí là Pháp, dũng là Tăng. Bi trí dũng cũng là Phật Pháp Tăng. Tại sao chúng ta dùng ba cái đức tánh này? Bởi vì đây là ba đức tánh mà Đạo Phật hướng dẫn cho mỗi con người chúng ta phát triển cần có. Mình sống ở đời, mình phải có bi, phải có lòng thương. Nhưng lòng thương của chúng ta có trí tuệ, có giải quyết. Và một khi mà chúng ta muốn thành tựu việc làm của mình thì phải luôn luôn có bi, có trí và phải có sự kiên định, không có nuôi sụp và lợi dụng. Còn thí dụ như quý vị gặp đức tượng Quan Âm bốn mặt thì quý vị nhớ là từ bi thì xả. Cho nên đừng có sợ chụp hình ba người. Đừng có sợ chụp hình ba người. Nó tại sao chụp ba? Vì trí dụng. Còn không chịu nữa, Phật Pháp Tăng. Không chịu nữa, phước lộc thọ. Bạch thầy, mỗi lần con nghe xem dễ dàng đạo, con thường hay ăn trong lúc nghe. Chắc nghe đậu phộng gì đi coi phim xin nghe hay mua đậu phộng bất rang còn em. Thưa đại chúng, như nãy con bà cũng nói vậy đó, quý vị đừng có cài cái chuyện đó, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà như thế này thôi,
trong khi mình nghe pháp cái hình thức như thế nào không có sao, tùy mình. Có nhiều người bận nấu ăn thì chỉ có thời gian nấu ăn mới có nghe pháp được. Có những vị chỉ có lái xe mới nghe pháp được. Có những vị chỉ có khi nào đi ngủ mới có thể nghe pháp được. Mà nếu mình nói không được thì mình làm sao người ta tu tập được. Mà cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nó trật rồi, phải không? Tùy theo mỗi hoàn cảnh của chúng sanh mà chúng ta phương tiện người ta cho người ta. Chỉ cần đừng khởi tâm bất kính thôi. Mình làm là tại vì hoàn cảnh chứ không phải mình không kính. Như quý vị thắp nhang điện tại vì con mình bệnh chứ không phải mình bất kính. Mình có cái cô đó cổ thắp nhang cho Phật mà cổ sợ mấy Phật khác ngửi. Rồi cuối thì tại vì cổ đi vô cái chỗ trong trọng rồi cổ có tượng Phật, cổ thắp nhang rồi người ta cũng để tượng Phật, rồi cổ sợ người ta ngửi ké, Phật khác ngửi ké tượng nhang của cổ, cổ lấy cây nhang cổ để ngay luôn mũi Phật luôn. Hỏi tại sao nó nhập khói xong lên thẳng luôn cho Phật, hỏi phải ai ngửi ké ké, cuối cùng thành ông Phật đen luôn. Con thường nghe nói nhà có lầu mà thờ Phật ở dưới lầu thì sẽ tội, nhưng phía trên lầu nhà con chật hẹp như vậy con phải làm sao? Đấy, cái trường hợp cũng giống như nãy vậy đó. Nếu nhà của mình nó hoàn cảnh nó chỉ vậy thôi, mình không còn chỗ nào khác nữa thì đành chịu chứ sao. Bây giờ con còn ví dụ, nếu như mình ở chung cư 5 lầu, mình bước cái phòng trong đó mà mình là cái lầu 2 hay lầu 3 gì đó hay lầu 1 gì đó, mà nói như vậy thì chắc có lẽ là chỉ có cái người ở trên lầu thờ Phật, còn 4 lầu thì thôi thờ. Nhà mình ở chỗ nào mà thuận tiện nhất thì mình thờ thôi. Phật đâu có quy định cấp 1, nhưng mà quý vị chỉ nhớ là thờ có nghĩa là mình kinh. Mà nhà mình chỗ nào tốt nhất để mình thờ thì gọi là kinh. Chứ còn Phật đâu có bắt buộc tội lỗi gì. Bây giờ quý vị cứ nghĩ Phật bỏ cung hoàng điện ngọc, phải không? Bỏ chức quyền cao sang bao nhiêu năm khổ để tu. Hỏi tu để làm gì? Để về nhà Phật tử ở. Còn chỗ nào khác khá hơn? Phật không có cái đó. Pháp Hòa đã từng đi tục đám hồi ở Việt Nam. Có rất nhiều gia đình nghèo, người ta không có chỗ ở mà người ta có một cái trái ngoài sân thôi. Những cái nhà mà ta nghèo quá, đang tới nhà giàu mà ta có được cái trái, họ che với cái tấm trái vậy đó. Vậy mà vẫn kiếm được cái chỗ để mà để Phật lên thờ. Hồi nhỏ mỗi lần mà thấy cái hình ảnh đó, có quả cảm động. Mà tới bây giờ những cái hình ảnh mà nhà nghèo thờ Phật có quả dẫn ở trong lòng. Cái lon sữa bò, thắp nhang, quý vị có thấy những cái hình ảnh đó? Hồi nhỏ có quả ham thờ Phật mà không có tiền mua khung. Một hôm nọ có một người cho Pháp Hòa được cái hình Phật trịnh ngang tay mà không có khuôn thờ. Một ngày nọ Pháp Hòa đi ngang một cái đống rác, Pháp Hòa thấy một cái khung bể kiến mà người ta vứt cái khung. Pháp Hòa lượm về và rửa sạch, Pháp Hòa để cái hình Phật phía sau cái khung đó, rồi lấy miếng ni lông bịch lại Pháp Hòa thờ. Pháp Hòa rồi quý vị biết á, ham cái hình Phật Di Đà mà không có tiền mua khuôn thờ, đi đổ bánh thọt cho người ta để cho ta khôn, người ta cho cái khuôn thật vào. Cái bà đó bán bánh thọt, có bà sáng ra là phụ cái cục mỡ chăm cho mấy cái khuôn, rồi bà đổ khuôn mình để tắt. Sáng nào cũng ra phụ vậy. Phụ thời gian bà hỏi bây giờ con muốn bà trả gì cho con, cái con không muốn gì hết, con chỉ muốn cái khuôn để con thờ Phật Di Đà. Bà đi vô phòng bà nhìn giáo giác nhà bà có cái khuôn bà đang treo hình ta, bà tháo xuống bà cho khuôn đó. Có bà thờ bằng chỉ đàm bằng cái khuôn đó. Không có áo chàng mặc tụng kinh. Cái bữa đó tới giờ đi tụng đám tang không có áo mặc. Quý sư cô chạy vô trong phòng kiếm cái áo của chú tiểu nào ra đời từ mấy đời, nó thơm thâm kim, nó mỏng dánh, nó dơ. Trời ơi, đưa Pháp Hòa mặc nó chọt vô, nó tới cái đây à. Mà nó mỏng vậy đó. Mà quý vị biết Pháp Hòa thương cái áo vô cùng. Tại từ nhỏ tới lớn mình ham cái áo tràng mà đâu được cái áo tràng mặc đâu.
Khi mà được cái áo đó rồi, mặc đi tụng kinh, mà quý vị biết mùa hè thì thanh nó nóng, một ngày tụng mấy thời kinh thì nó ướt cái áo, ngày nào cũng vậy, giặt kiếm nó không kim cái áo, vậy mà thương cái áo luôn. Có một lần đi tụng đám tang, người ta hỏi cháu, cháu giờ con tụng kinh giỏi quá mà nhà bác không biết cho cháu gì, thôi con không muốn gì hết, giờ nếu bác có tiền bác mua cho con cái áo tràng. Có bà nhớ lúc đó đi mua một thước vải, cái áo tràng một thước vải đó đến bây giờ không mà vẫn còn giữ, tới bây giờ vẫn còn giữ. Có bà khách lên chùa thiêu chữ Huệ Tài, ta hồi nhỏ pháp danh Huệ Tài. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng là cái nghèo của mình đó, nếu mà cái hoàn cảnh nào mình hết lòng bằng cái khả năng, quý vị biết Pháp Hòa tụng kinh cái khánh của Pháp Hòa bằng cái gì không? Bằng cái chuông xe đạp. Quý vị nhớ chiếc xe đạp ở Việt Nam mình bóp cái coi vậy nè, cái khánh đầu tiên trong cuộc đời tu Pháp Hòa là bằng cái chuông xe đạp. Đến sau này khá khá một chút đó, là cái chú đó chú làm ở hãng điện thoại, chú hàm hãng điện thoại, chú mới gỡ cái chuông điện thoại ra chú làm cho qua cái khánh. Khi ham tụng kinh mà không có khánh tụng, không có chuông đó, chỉ có đủ tiền mua cái mỏ thôi, thì ngồi thỉnh mỏ về mà tới lúc nào cần gõ chuông là dựng cái khánh lên bon bên này cái cũng thành như thường. Hồi nhỏ mà tôi vậy đó, mà cái thời trước nó không có chuông mỏ là đi qua nhà bác hàng xóm á, ký một cái hợp đồng, bác tụng kinh 6 giờ xong bác cho con mượn chuông mỏ con tụng 8 giờ. Lúc đó con còn mới có 8 tuổi mà biết đi dạy mượn. Cái tâm của mình thành là con là bảo đảm với quý vị hộ pháp thiện thần không bao giờ bỏ. Khi con bà sang Canada, lúc đó là người ta đâu có cho mang thực phẩm ra nước ngoài, họ nói là em đi lạ đập hết. Cái đêm đó con thức sáng đêm không ngủ, con bà lên Sài Gòn được một cái bác nó cho một cái thực phẩm bằng đá trình gan ta. Con bà để trước mặt, con bà lại Phật sáng đi, lại sáng đi. Và khi lại như vậy con bà nói, hồi nhỏ lúc đó mới 12 tuổi mà, Phật ơi con muốn mang Phật ra ngoài Canada, con thờ mà con sợ người ta đập, Phật phù hộ cho người ta cho đi mà không có đập. Con bà lại sáng đi. Khi mà đi qua cái hải quan đó, cái tượng Phật đi qua, họ cầm lên cầm xuống thì họ ta đi. Rồi ra tới ngoài này, đêm nay tới Canada là 8-9 giờ sáng tối. Sáng hôm sau, Pháp Hòa nói với ba Pháp Hòa, ngày mai con phải tượng Phật lên con thờ. Ông già đâu có gì đâu cho mình thờ Phật. Mình ở trong nhà có cái kệ sách á, để Phật lên kệ sách. Pháp Hòa lấy cái hũ bơ á, rửa sạch, hứng một lon gạo, lấy tấm giấy dán ở ngoài cái lon bơ đó làm cái hương. Mà hồi nhỏ thờ đến mức độ đi ra chợ hỏi mua nhang điện và hỏi cắm cát được không? Tại quý vị tại sao? Không có tiền mua nguyên cái bình. Tại vì quý vị nhớ cái bình nhang điện có 3 cây nhang phải không? Nhang nó bán riêng, bình nó bán riêng. Bây giờ không có tiền mua cái bình, chỉ đủ tiền mua 3 cây nhang. Hỏi bây giờ con mua 3 cây nhang này mà con về con cắm vô cát nó cháy không? Cái ông chủ cũng cười. Thì Pháp Hòa nói như vậy là trong cuộc đời của Pháp Hòa, từ nhỏ tới lớn, cho đến giờ phút này, những gì mình tâm thành đối với Phật Pháp không bao giờ mất. Pháp Hòa ham lại kinh dạy Phật, không có kinh lại. Trong khi mà đang ước nguyện có một cuốn kinh như vậy, quý vị biết, một Phật tử ở bên nước này, Pháp Hòa nhớ là bị gửi qua một thùng kinh tặng, trong đó có một cuốn kinh vàng Phật. Dở ra một cuốn kinh vàng Phật màu đỏ bự vậy, chữ to cho mình thấy, không phải là một lần. Hồi nhỏ mà phát tâm muốn tụng kinh gì mà ao ước là tự nhiên có người mang tới tặng quyển kinh. Người ta biểu tụng kinh Địa Tạng nó là do một xào xáo âm binh gì nó mua vô nhà, đừng có tụng Địa Tạng. Trời ơi, mẹ Pháp Hòa nghe vậy không cho tụng.
mình nhỏ mà mẹ không cho tụng thì làm sao mình dám tụng công khai, mà mấy bà hàng xóm còn bà tám không rồi con bụng ngoài gì bị mét sao. Phong bà đợi mẹ, phong bà đi làm, đợi mẹ phong bà đi làm, phong bà lấy cái mùng nó quật căng lên hai góc rồi chui vô trong cái mùng đó tụng kinh Địa Tạng, sợ hàng xóm thấy. Màu nhiệm lắm, tụng hết một bộ Địa Tạng trong cái mùng rồi công khai tụng kinh mà bà tám bà chín giờ đó. Đặc biệt vậy đó. Cho nên bà thưa đại chúng là mình cứ thành tập, mình tu thôi, không có gì mà mình không ngừng được. Và đặc biệt là khi mình cái tâm của mình đổi một cái, xin thầy từ bi giải nghĩa cho con câu im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp là sao? Có một hôm các thầy đang bàn thảo với nhau một số vấn đề. Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi: này các thầy đang bàn chuyện gì? Nói giờ mà trước Thế Tôn, chúng con đang bàn chuyện thời sự khủng bố ở Paris. Chúng con đang bàn chuyện thời sự là cái người kia mới bị dịch phổi, lên khóc với Đức Phật. Đức Phật mới nói: các thầy bàn những điều đó cũng không sao, nhưng các thầy nhớ những cái này là không có đến mục đích gì đâu. Mà các thầy nhớ khi bàn, phải bàn, nếu cần nói với chánh pháp. Nếu cần im như chánh pháp. Tại sao gọi là im mà im như chánh pháp? Tại vì nếu sự việc đó, sự im lặng của mình, nó sẽ là một sự im lặng hùng tráng, mạnh bạo, dũng cảm, đầy uy trí, để cho mọi việc nó lướt. Chừng đó, cái im đó là im lặng của sống sinh. Im mà người ta sợ, chứ không phải im mà người ta lấn lướt mình. Còn nếu nói, mình phải suy tư, mình biết mình nói gì và nói để làm gì, chứ không phải nói lung tung. Khi mình nói mà mình không biết nói để làm gì và cái gì cần nói thì cái đó chưa phải. Cho nên có những cái im lặng mà người ta sợ, người ta phục, chứ đâu phải. Cho nên quý vị nhớ có câu không? Người ít nói không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Ở Việt Nam ta có một thiền sư tên là Vô Ngôn Thông. Vô ngôn mà thông tất cả, gọi là Vô Ngôn Thông. Còn mình nói cả ngày mà ta nghe xong mình bế tắc, tức là mình chưa phải là Vô Ngôn. Cần im, phải im lặng. Im như chánh pháp là im mà tĩnh lặng, chứ không phải im mà một bộ. Ví dụ như hôm nay tôi nguyện tịnh khẩu, dán các bạn, ai em tịnh khẩu. Nhưng mà tịnh khẩu không phải đi vòng vòng. Sao nói nếu mà hôm nay tôi mà nói được rồi thì giết tôi nữa. Mình im như chánh pháp là im từ bên ngoài, im lặng luôn cả bên trong. Cho nên cái pháp môn tịnh khẩu của nhà Phật hay dữ lắm, không phải bình thường đâu. Tại sao nó tịnh khẩu? Bởi vì cái miệng mình nói lung tung là nó tốt nghiệp cái gì. Ngày nào mình tịnh khẩu á là mình phải có cuốn sổ. Rồi những mình không nói là tiếng, nhưng mà trong này nó nói dữ lắm, thì trong khi cái ý niệm gì nó khởi lên đó, thì mình liền ghi xuống thành thật ở trong cái cuốn sổ đó. Để chi biết không? Để mình sẽ nhìn lại cuốn sổ rồi mình biết tâm mình một ngày qua nó đi bao xa và nó đã sống như thế nào. Chứ không phải bình thường. Tới hồi mình nhìn lại mình thấy trời ơi, không ngờ mình dữ dằn. Tại vì mình nói mà không có cơ hội mình nghe. Khi mình viết xuống tất cả những gì trong tâm mình ngày hôm đó nó nói ra đó, ghi nó xuống, chừng đó mình có cơ hội mình nhìn lại. Nó tính không?
không nói bằng tiếng để cứu vãn tình thế, nhưng trong tâm mình vẫn nói rất nhiều, thì hãy thành thật ghi những lời đó để mà mình có cơ hội mình hóa giải cái tâm của mình. Nếu con thỉnh tượng Phật về để thờ, con có cần phải đem vô chùa để tụng kinh khai quang điểm nhãn không? Hay con để ở nhà, con mua hoa trái nhang đèn rồi tụng kinh cầu nguyện, xong con thượng tượng lên để thờ? Con nhớ thầy có hứa phát cho mỗi người một nghi thức tự tu bát quan trai. Sao hứa nhớ chi chuyện này chuyện cần nhớ nhớ chuyện nó quên nhớ chi. Thưa đại chúng, trước hết mình phải hiểu cái từ khai quang điểm nhãn không nên dùng. Khai quang nó tức là mở ánh sáng, điểm nhãn là chấm con mắt. Mình tối mò tới tịch, mình phải nhờ Phật khai quang và điểm nhãn cho mình, chứ mình sao dám khai quang điểm nhãn cho Phật. Rất nhiều người dạy xài cái từ này, nếu con đem Phật lên để mà nhờ thầy khai quang điểm nhãn cho Phật. Con thỉnh thầy về nhà con để làm lễ khai quang điểm nhãn cũng cần. Nếu mình không thỉnh thầy về nhà thì mình đem tượng Phật lên mình nhờ thầy chú nguyện, tức là thầy gia tâm của thầy vào bức tượng này để cho con có niềm tin, có kính trọng, con mang về con thờ. Nhưng mà lỡ ở mức độ nào mình không có phương tiện gì hết, tự mình lau chùi tượng sạch sẽ, mình để lên, mình tự cúng, mình tự nguyện, mình thờ Phật vẫn được, không cần phải thầy chú nguyện. Có bà, có một bà cụ ở chỗ có bà, nghe thành phố bà không biết chữ, không biết tụng kinh. Sau này một vị sư bà cho đi xuất gia ở chùa, giao cho bà mỗi buổi chiều cúng thiết thực cô hồn. Mà bà đâu biết chữ đâu bà tụng. Chiều nào cũng bưng chén cháo lên để mấy cha nội về ăn nghe. Phải đi mà bà thắp nhang mà phải ở cô hồn cắt đẹp gì đó. Nghe mấy cha nội về ăn nghe là tôi cái tụng niệm gì đó à. Vậy đó, mà ngày nào cũng muốn cô hồn, bà không biết hiểu vậy. Cho nên cô hồn, đúng là cô hồn mà. Tại vì nói đàng hoàng cô hồn không nghe không? Cô hồn mới nó mạnh luôn, mấy cha nội. Có một sư cô, cổ mới về mất cái tay chừng 3 tháng, 4 tháng. Bữa đó lên tụng kinh, cổ mới xuất gia, lúc đó cũng sáu mấy tuổi rồi. Cổ đi xuất gia, rồi cổ lên tụng kinh, cái bữa đó có bà mới bắt cái bài Đại Từ Đại Bi Mận Chúng Sanh. Cái cổ đứng với chú nói, ê mày, mày tụng bài khác cái mày. Vậy là nó thành hết. Có quà, có một sư huynh đi tu lượt chúng quà 86 tuổi lúc đi xuất gia và lúc đó vào 15 tuổi, hai người chung một phòng, tai thì lãng,
không có nghe mình tụng mà thích làm chú lễ. Không tụng mà ma đan nha la mình ta tâm kiên từ bài bồ tát nhâm đan nha ma la cầm nín ông không biết làm tụng tiếp ông không nghe. Trong khi mình tụng tiếp ông không nghe ta nữa ông tụng trở lại. Mà mình tụng một thời kinh giọng mình sốc thôi vậy đó. Nhưng mà tại xung quanh mình phải nhường. Bữa ăn lên làm chủ lễ chi tâm đánh lê nam mô tầm tử không em quên. Em xem con đấy sao nữa chú. Thành không? Thành hết. Nghĩa là Phật ngồi là Phật vui luôn. Không có cái chùa này câu vui ghê. Giờ hết giờ chưa? Tao để dành lại. Ủa tính danh không phải nuôi con. Thưa thầy, con muốn hỏi sự cúng kiến vật thực người thân thật sự có hưởng không? Thứ hai, người thân mất đã lâu nhưng khi có việc không lành xảy ra trong gia đình và thấy có đuốn bay vào nhà đậu vào người thân thì có phải là vong linh người thân đã mất trở về? Thứ nhất, cúng có ăn không em không biết, lại thấy còn nguyên. Thứ hai, con bướm nó đậu vào người thân có phải vong linh nó về không? Dạ em không có theo dõi. Bữa nay em làm bướm thì em có biết. Tôi đại chúng chư tổ có một câu như thế này: âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cõi âm và cõi dương, cái lý nó không có hai, gọi là âm dương vô nhị lý. Nhưng mà cái cõi sống và cõi chết, gọi là sanh tử, nó có được, gọi là hữu thù đồ. Bây giờ có bài giải thích và ví dụ. Người sống chúng ta, khi còn sống chúng ta có ăn không? Ăn. Người chết cũng ăn. Cái lý nó không có hai, mình ăn họ cũng ăn. Nhưng mà cái cách ăn của người sống và người chết nó khác. Người sống mình ăn là mình bỏ cơm vào trong miệng, mình nhai, mình nuốt, cái đó gọi là đoàn thực. Người chết không có ăn kiểu đó mà là xúc thực, tức là ngửi thèm. Có một ví dụ hôm nào mà đại chúng ai trong bếp nấu nguyên ngày ra ngoài ăn quý vị nói sao không? Nấu trong bưởi không nọ. Vậy thì mình cái gì thật? Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Người sống người chết không giống, không giống, rất giống nhau. Nhưng mà người chết thì gửi một mình thì ăn. Người sống á, mình phải nói ra tiếng người ta mới nhận ra. Nhưng mà người chết tâm vừa khởi người ta biết, vì người ta contact với mình bằng tâm thức. Bây giờ không còn ví dụ nữa. Nếu quý vị hiểu ý Pháp Hòa rồi, Pháp Hòa chỉ là đang giấu hay nó nhìn quý vị hiểu được Pháp Hòa muốn gì. Nếu mình làm việc với nhau lâu ngày
Ví dụ có quà chỉ cái chuông này, có quà ra dấu vàng với chữ ký thì cầm cái gì? Tức là mình cũng trong đạo với nhau, chỉ cái chuông ra dấu là biết cái vui chuông. Có quà có một sư cô huynh đệ, cổ đi xuất gia lúc cổ sáu mấy bảy chục rồi, thì cổ phải quỳ trước quý hòa thượng mỗi lần an cư để xin an cư. Cổ lên cổ nhìn tờ giấy cổ đọc có một lần à, hòa thượng nó ra dấu vàng, ý đó là giúp cổ tụng ba lần, cổ tưởng lại ba lại, cổ đứng lên cổ lại ba lại. Nhưng mà nếu như mà mình biết cái đó tụng ba lần ta ra dấu mình tụng ba lần, phải không? Có một bữa đó đi tụng đám tang, tới giờ nói gia chủ gấp đồ ăn cho cúng, cái ra dấu chỉ vậy, đưa một chai, nó lại nó bưng chén cơm này. Như vậy thì cái đó cái không thật chưa có. Cho người mất á, tâm mình khởi, họ biết mình đúng. Cho nên họ mình có thể nói họ bất cứ thứ tiếng gì họ cảm được hết. Tại vì khi mình nói ra tiếng là tiếng của mình, nhưng mà thật sự tâm thức ý nghĩ giống nhau hết. Bây giờ cái người đó họ người Tàu, mình nói tiếng Đức, tiếng Việt, tiếng gì họ cũng hiểu. Còn cái việc mà người thân mình thương cá của ai đó thì tùy theo cái con đinh đó. Thật sự không phải người thân đó là con đúng đâu. Nếu mà có thì nó chẳng qua họ mượn để họ biểu lộ cho người nhà biết là họ đang có mặt, chứ không phải người chết mình đọa làm con. Mà cái trường hợp đó thì không phải con hướng nào vô nhà mình cũng nói có người là chết vô, phải vậy. Nó tùy trường hợp. Ngày dỗ nên cúng đến ngày trước ngày hay sau ngày mất. Làm sao để chuyển tâm an người thân, vì đến ngày dỗ vẫn cứ giết gà, giết heo mình và cúng người thân. Thưa đại chúng, tại sao chúng ta cúng dỗ? Để chúng ta kỷ niệm người thân của mình khi quá vãng. Dù người thân đó mất lâu năm rồi, nhưng vì để tưởng nhớ người đó và đồng thời lưu lại cho con cháu cái hình ảnh tưởng nhớ cội nguồn, cho nên chúng ta tổ chức cúng dỗ. Về hình thức cúng như thế nào không quan trọng, chỉ cần một dĩa trái cây, mấy chén chè cũng được. Làm sao cho con cháu nó còn biết ngày đó là cái ngày mình kỷ niệm tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Theo quan niệm người xưa thì người ta không có nói là thà cúng trước chứ người ta không cúng sau. Lý do là người ta nói cúng ngày sống chứ không cúng ngày chết. Nhưng đó là quan niệm thế gian. Còn đối với Phật giáo, chúng ta không quan trọng cúng ngày nào, miễn là tâm mình còn nhớ cúng. Quý vị thấy không, lễ Phật đản mà có nhiều khi cả tháng sau vẫn còn tổ chức, tại vì các chùa thay phiên nhau làm. Nếu mà làm cùng một lúc thì Phật tử đi không hết. Mà cho nên chùa này cúng ngày này, chùa kia cúng tuần khác, nhiều khi rằm Phật đản rồi mà rằm tháng năm vẫn còn cúng. Vu Lan là rằm tháng 7 mà có nhiều chùa đã cúng trước nó mấy tuần, và có những chùa đến tháng 8 vẫn còn cúng. Như vậy đó là chỉ là tưởng niệm chứ không có sao. Cho nên và hơn nữa, vấn đề cúng dỗ thờ cúng ông bà nó không bắt nguồn từ đạo Phật, đó là truyền thống văn hóa của người Việt Nam ta. Nhưng mà đạo Phật là đề cao chữ hiếu, cho nên khi đạo Phật hòa nhập cho đất nước Việt Nam thì thấy cái ý nghĩa cúng ông bà này đẹp hay, cho nên mình hòa nhập được với dân tộc Việt Nam. Nhưng chúng ta còn biết đưa thêm vào đó những ý nghĩa cao siêu của đạo Phật để làm cho cái ngày cúng dỗ đó hay hơn, ý nghĩa hơn. Vì vậy cho nên nếu ai đó còn thương nhớ ông bà tổ tiên vào ngày dỗ để tưởng nhớ thì nên cúng chay, không nên cúng mạng. Đừng giết gà, giết vịt, giết bất cứ con gì để cúng, vì đó là sự tưởng nhớ. Và mình tưởng nhớ một cách lành mạnh thì đó là một cái, tại từ tâm mình an lành mình chuyển đến ông bà và nhờ đó chuyển xuống cho con cái, chứ không nên cúng ma mặt. Thôi chắc mình câu nữa là mình nghĩ là mình còn chương trình khác, rồi có qua giữ mấy câu này lại thì sao trả lời.
xin thầy dẫn cho con cách gõ chuông mõ khi tụng kinh. Trước hết Pháp Hòa cần phải nói cái từ chúng ta dùng cho nó đúng ấy. Chuông mõ thì thỉnh, chứ không nên dùng đánh mõ, gõ mõ, gõ chuông. Bởi vì thỉnh tức là mời. Mình mời tiếng chuông, tiếng mõ thì tự nhiên nghe cái chuông mõ nó linh thiêng. Còn mõ mà gõ mệt mỏ. Nhưng mà cái thật sự ra rất bình thường, ai cũng xài chữ này hết. Thậm chí có những vị ở chùa lâu năm mà vẫn dùng thảo hai đánh chuông đánh mõ, hai vị lên đánh giùm đi. Thì thật sự những cái từ đó mình dùng thì cũng chẳng sao, nhưng mà mình dùng cái từ cho nó đúng. Nhớ là sáng mình học thiện căn, tới mình tập dùng từ, những từ ngữ cho đến cách sống oai nghi để mình gieo trồng cái thiện căn. Đó là nói về cái những từ dùng. Chuông mõ nó bắt nguồn sau này chứ không có nguyên thủy thời Phật. Bởi vì thời Phật chỉ có chuông, thỉnh thoảng đánh một tiếng chuông hoặc là báo chuông thôi chứ không có mõ. Tại sao? Tại vì trên thời đó ta có tụng kinh. Còn nguyên thủy mà có tụng kinh, cái âm điệu người ta đều đều đập. Còn mình quá nhiều âm, người thấp, người cao, người trầm, người bổng, người chậm, người nhanh, cho nên phải có tiếng mõ để nó hòa hợp với tất cả mọi người lại thành một cái âm điệu duy nhất. Về cái nghi thức, tùy theo mỗi miền, chúng ta có ba miền Nam Trung Bắc, thì nghi lễ nó có phần chút ít sai biệt, tuy nhiên là cái mục đích nó vẫn giống nhau. Bây giờ quý vị thỉnh mõ theo kiểu miền Nam á, là ba tiếng chuông bon bon bon, rồi ba tiếng mõ là cốc 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 bon cốc bon cốc bon cốc 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 cốc, là bon là buông, mõ bỏ, 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 vô chùa, bỏ, buông, buông, bỏ. Thế là ai bỏ, ai buông cũng được. Cái tiếng mõ, tiếng chuông là nhắc mình. Nghe tiếng mõ, nhắc mình bỏ. Nghe tiếng chuông, nhắc mình buông. Buông, bỏ, bỏ, buông. Còn cáo, cáo, cáo là bưng, bưng, bóc. Mình tụng kinh, cái tiếng chuông, tiếng mõ là trợ giúp mình tụng. Người thỉnh chuông gọi là duy na. Người thỉnh mõ gọi là duyệt chúng. Duyệt chúng là làm cho đại chúng người ta vui vẻ sau một thời gian. Duy na là người nắm rõ chương trình tụng kinh, biết lúc nào dừng, lúc nào nghỉ để cho đại chúng tụng niệm và ngưng nghỉ. Hay khi mình tụng kinh, như hôm nay Pháp Hòa nói hoài, mở quyển kinh ra nhìn vô kinh gọi là đọc kinh. Khi nào mình thuộc kinh, tụng hội nhập với đại chúng gọi là tụng kinh. Mở kinh ra dò theo chữ gọi là đọc kinh. Thuộc kinh rồi tụng chung với chúng gọi là tụng. Nhưng mà nếu như vậy thì mình tụng kinh sẽ hay hơn. Tại sao? Vì khi mình thuộc rồi thì tâm hồn mình mới gửi theo cái bài kinh đó, âm điệu mình mới có. Phải không? Thí dụ, thí dụ mình thuộc cái bài Bông Hồng Cài Áo, khi mình thuộc cái lời và mình biết ý tứ của nó, cho nên mình thả hồn theo nó, tùy ý thiết tha. Nếu mình không thuộc, mình hát nhưng mà hát theo âm điệu mà nó không có cái sự lưng chuyển rung động. Mình tụng kinh vậy, nếu mình thuộc bài kinh coi mình tụng nghe hay lắm. Tôi từ lâu ba chốn ngục hình là giam giữ mãi con quyền ra khỏi. Tức là mình biết cái câu đó như vậy cho nên tâm hồn mình thả vô. Mình tụng bằng cái tâm tha thiết của mình, người nghe xong người ta cũng cảm cái lời kinh đó. Còn nếu mình không thuộc thì mình phải chú vô,
Ôi từ lâu vì cái mình thuộc á, cho nên khi mình thuộc bắt đầu tội. Khi mình chưa thuộc mình phải nhìn thì gọi là đọc. Mà khi mình thuộc kinh rồi á, mình muốn chuyển cái năng lực, cái lực kinh của mình á, là tụ phải thành tâm. Khi mình thuộc rồi á, là mình tụ phải tha thiết. Có nhiều người thói quen thuộc kinh là bắt đầu phòng. Ví dụ như hồi nãy anh cùng nhớ bắt đầu chú nha. Lúc mà thầy tụng qua chú Lăng Nghiêm á, mới đầu cầm cái kinh như này: Nam mô Tát Na Tâm Bồ Đề Đại Gia Đế Tâm Tự Tâm Bồ Đề Tổ Các Tâm Bồ Đề Bồ Đề Sắc Thanh Sa Bồ Đề Tổ Tụng Lăng Nghiêm mà cũng Lăng Nghiêm ra tụng. Tại vì bây giờ mình chạy nó không kịp, tụng nhanh quá, thầy với thầy với cô tụng nhanh quá. Tâm Bồ Tát Bồ Đề Dạng Tâm Bồ Đề Dạng bắt đầu mình nghiêm tụng cái chỗ chú tâm mình tụng phục mà mình chú cái mình tụng luôn. Nhưng mà bắt đầu qua tới thần chú Đại Bi một cái rồi bắt đầu mình hô rồi bắt đầu làm sao tiếng nổi tiếng nhảy trong miệng đấy ra 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 cái lực cái mình nhờ cái thuộc kinh và cái năng lực của mình nó mới chuyển, nó mới thành cái lực cảm hóa người khác. Cho mình thuộc kinh mà mình phóng túng, mình ngồi mình ngó trời ngó đất, lực của mình nó tản ra, nó giảm, cho nên tụng không được. Xong rồi tụng ngồi nó quên, na ra cẩn trì ta bà ha cũng còn gì nữa. Tại cái đoạn cuối nó ăn lộn lắm. Na ra cẩn trì ta bà ha, na ra ta bà ha, na ra ta bà ha, na một khi giờ ta bà ha, ta bà ha, tất cả giờ ta bà ha, cứ ha 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 hoài đó. Cho mình tụng kinh nó càng thuộc là mình phải càng chú tâm, không nói là mình không cần. Cái bài tụng của người ta, đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hạnh thức tướng hảo quang minh dĩ tự nhiên. Mà nếu tụng mà tán tâm ra, quý vị tụng về tướng hảo quang minh vô đẳng luôn, từ bài đại từ đại bi nhảy qua bài tán Phật Di Đà, cái này bị rồi chứ là phải không? Cho nên rồi cái tụng Bát Nhã Tâm Kinh, cố tâm vô quán ngại, vô quán ngại với cái chỗ mà cố khi Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thành Chú, tâm mà tán loạn một cái là bây giờ mình không biết mình đang cố gì. Cho nên tụng kinh đó, tụng nghĩa là thuộc, mà thuộc là tụng rồi thì năng lực nó mới có được. Cho nên trước khi viết lời thì Pháp Hoàng cũng chia sẻ với đại chúng là tất cả chúng ta ai cũng tụng kinh hết, người nào cũng tụng. Khi mình chưa tụng, chưa thuộc thì mình nhìn câu kinh tụng rõ ràng. Khi mình thuộc kinh rồi là chúng ta phải tụng bằng tất cả tâm của mình để cái lực tụng kinh của mình nó có. Cho quý vị tụng lâu, tụng nhiều mà không hết. Tại vì nãy giờ mình tụng bằng cái tâm lực của mình. Và đồng thời tụng xong thời kinh tâm mình hân hoan, vui vẻ lắm. Thứ ba, người nghe tụng xong thời kinh người ta phát tâm, người ta hạnh phúc lắm. Mình tụng sao mà ta viết giấy mà nó sắp xong chưa? Tụng sao mà ta ngồi ta nghe mà ta quên bây giờ tụng kinh? Cho nên đó là cái phần cuối cùng. Vì ở đây ai cũng tụng kinh hết thì Pháp Hòa cũng chia sẻ với đại chúng này, thì quý vị đừng tụng quá nhanh. Khi tụng kinh đừng tụng quá nhanh, tụng vừa chừng để cái lời kinh nó thấm thía vào trong tâm hồn của mình. Còn mình tụng nhanh quá, cái người ta nó thuộc, người ta chạy còn kịp mà sao ta nhớ gì thì thôi bây giờ đây câu hỏi còn nhiều quá, thì mong thầy chúng qua kỹ cho Pháp Hòa cất lại, rồi Pháp Hòa sẽ để cho cái hộp sách gửi vô nhà ban ở đây. 10 năm sau mình sẽ gặp lại. Hồi nãy sư cô Chiêu Tâm má mở mấy câu này ra, cái cô cũng nhìn cái cô nói có cái tối hậu thơ cho thầy. Quý vị tối hậu thơ gì không? Dạ, khi nào thầy quá út nữa.
Thưa đại chúng, bây giờ cái câu này gấp quá phải trả lời. Xin thầy giải đáp cho con, Đức Phật Di Lặc, Phật tử thường thấy tượng với sáu lục tập và Đức Phật Di Lặc mà Phật Thích Ca thọ ký trong tương lai là một hay là vị Phật khác? Dạ xin thưa là một. Nhưng mà nếu chúng ta nói cho đúng thì chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc, bởi vì Ngài chưa thành Phật, Ngài là Phật trong tương lai. Cho nên nếu mình gọi đúng, mình gọi là Di Lặc Bồ Tát. Còn bây giờ mình gọi là Phật Di Lặc là mình gọi trước. Ngài chưa thành Phật nhưng mình gọi Phật, tức là mình gọi trước. Cho nên ở trong kinh đó, Phật không bao giờ gọi là Phật Di Lặc hết, mà luôn luôn trong kinh dùng cái từ là Bồ Tát Di Lặc. Còn hiện tại chúng ta gọi Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước chưa thành, mà chúng ta gọi là một chứ không có hai. Nhưng mà Đức Phật Di Lặc còn có một cái tên nữa mà nguyên âm tiếng Phạn của Ngài mà quý vị sẽ gặp trong kinh và đôi khi quý vị không để ý, đó là A Dật Đa. A Dật Đa là tên vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài cánh niềm đau. Yeah.